Khi hoàng hôn buông xuống, phố nhỏ lên đèn, rất nhiều du khách và người dân tấp nập đổ về chợ đêm Đồng Hới, khu vực gần cầu Sai. Mọi người đến đây vừa để thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân Đồng Hới, vừa ngắm cảnh phố xá lên đèn in bóng dưới dòng sông Nhật Lệ thơ mộng và những góc phố vừa hiện đại nhưng cũng rất nên thơ. Từ lâu, khu chợ đêm này là điểm nhấn khá ấn tượng của Đồng Hới, trở thành một sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch và người dân thành phố, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần. Khu chợ đêm hiện có 8 gian hàng, phục vụ 35 món ăn thuộc hai nhóm, ẩm thực dân gian và ẩm thực đường phố. Ẩm thực dân gian gồm những món đặc sản vùng miền, món ăn địa phương như bánh khoái, bánh bèo, bánh lọc, khoai hấp các loại. Sự lôi cuốn thực khách có lẽ do đây là khu ăn uống tập trung. Mọi người có thể ăn được nhiều món tùy theo sở thích, với giá cả khá bình dân và du khách tự lựa chọn, tự phục vụ. Bởi vậy, có những thời điểm khu chợ đêm trở nên quá tải với gần 1.500 khách nhưng vẫn không xảy ra tình trạng chèo kéo, tăng giá thực phẩm. Từ sức hút của các món ẩm thực, trong năm 2019 này, Công ty Cổ phần Cảnh quan Không gian xanh, đơn vị quản lý khu chợ đêm Đồng Hới đưa thêm các hoạt động vui chơi giải trí như ca mối nhạc dân gian hay tái hiện các làng nghề truyền thống ở địa phương nhằm tạo điểm nhấn cho du khách. Những năm gần đây, ở thành phố Đồng Hới, các quán cà phê trên cao mở ra cũng đã trở thành nét mới lạ thu hút du khách mỗi khi đêm về. Không gian quán thường là tầng thượng của cả khách sạn trung tâm thành phố như Amada, Vĩnh Hoàng, Tân Bình, Hữu Nghị. Ưu điểm là có tầm nhìn đẹp, sát sông, gần biển, du khách có thể ngắm nhìn bao quát khắp thành phố. Còn nếu muốn có một không gian ấm cúng, yên tĩnh ngay giữa ồn ào của phố thị hay khi mùa đông về, thì quý vị và các bạn có thể đến quán cà phê bao cấp. Quán được trang trí bằng những hiện vật giản dị của một thời như tên gọi của nó, và giới trẻ đã đến đây nhiều hơn như để hiểu thêm về cuộc sống của thế hệ đi trước, hiểu thêm về những ngày xưa cũ. Rời các quán cà phê, để cảm nhận hết những nét đẹp cổ kính của đô thị ven sông này, chúng ta có thể đi dọc các con phố của Đồng Hới, cùng ngắm cả công trình kiến trúc mang đậm nét xưa cũ như Quảng Bình Quan, thành Đồng Hới. Những ngày này, trên một số tuyến phố, một số công ty phát hành sách đã tổ chức ngày hội sách với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giới thiệu những đầu sách mới của nhiều tác giả, chính khách nổi tiếng trong và ngoài nước như Dan Brown, Nguyễn Nhật Ánh đã và đang thu hút giới trẻ đến đọc, tạo nên những nét văn hóa độc đáo, riêng biệt. Đến Đồng Hới, ngắm thành phố lúc lên đèn, lúc về khuya một không gian, cảnh quan rất thú vị, khó có thể diễn tả bằng lời được. Xin mời mọi người, nếu có nhu cầu, hãy đi để cảm nhận cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng của một thành phố trẻ, xinh đẹp như tên gọi vốn có, thành phố Hoa Hồng.